một gia đình ngoại mẹ và cháu cùng nhau kết hợp làm sốt giải đáp thắc mắc cho mọi người đây là ba tê hay là chả nguội. Thì thật ra hai cái tên đều là một đó mọi người, nhưng mà tùy từng địa phương thì sẽ có tên gọi khác nhau thôi à. Chỗ của Huyền thì nào giờ gọi này là trái ba tê á. Nguyên liệu chính của cái món này là thịt đùi và da heo. Thịt là mình sẽ dùng thịt hoàn toàn tươi nha, mình lọc hết cái phần gân và mỡ thừa trên thịt luôn á, chỉ để lại thịt thôi. Từng miếng thịt và từng miếng da đều là mấy dì với mấy bà của nhà Huyền sắc bằng tay hết đó nha. Qua 7x7 49 lượt chế biến á. Còn phải khi một gia đình ngoại mẹ và cháu cùng nhau kết hợp làm ra món ba tê miền Tây để gửi đến cho khách hàng sẽ như thế nào? Ba tê nhà Huyền thì làm mẹ để bông mòn. Đặt cái nó nhẹ rồi đó. Nó hương quá. Ăn rau gì nữa không? Dạ không. Bà thì đi được 2 triệu. Thank you.
buổi sáng. Không tha thứ cho mọi đâu, mọi phải chỉ phải tranh mà anh vẽ từ sáng đến giờ. Con chạy qua con có lấy mày xem nào. Mẹ đi có tiếng mà bao nhiêu chuyện à. Để mẹ xem nào, xem anh Bình được mang phá bức tranh của anh Bình như thế nào nào. Ôi anh Bình vẽ bức tranh đẹp thế. Ôi Mon phá bức tranh, rách bức tranh của anh Bình rồi. Chết mất thôi Mon ơi. Cô Vi này, cô Vi xem Mon phá bức tranh của anh Bình này. Anh Bình vẽ một bức tranh như đẹp như thế này mà con lại phá của anh Bình hả Mon hả? Thôi không nghịch nữa, con đã biết lỗi chưa Mon? Cô Bi an ủi anh Bình hả con? Ừ. Bây giờ được rồi, bây giờ em lỡ phá rồi thì xin lỗi cho em nhé. Đây, bây giờ con cầm cái mẫu của bức tranh này vô con vẽ này nha. Đấy Mon ơi, Mon làm anh Bình khóc rồi, anh Bình thương con mà con không làm như thế, anh Bình buồn con rồi đấy. Giận con rồi đấy, bây giờ con ở đây chơi với chị Cô Vi cho mẹ đi nấu cơm. Không có được nghịch nữa nhá. Bây giờ Cô Vi sẽ phụ mẹ chăm em nhá. Không được em nghịch anh Bình nữa nhá. Chưa. Rồi ok, tí nữa mẹ lại gọt trái cây ăn. Nào ngồi đây, hai chị em ngồi đây. Hai chị em ngồi đây. Đấy, ngồi với nhau xem TV gì cũng được nhá.